tháng 10 tại Hà Nội, Học viện An ninh Nhân dân đã tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống học viện, đón nhận huân chương chiến công hạng nhất và khai giảng năm học 2021-2022. Tới dự có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước. Cách đây 75 năm, ngày 25 tháng 6 năm 1946, Trường huấn luyện Công an, tiền thân của Học viện An ninh Nhân dân được thành lập theo Nghị định số 125 của Bộ Nội vụ. Đây là ngôi trường đầu tiên của ngành công an và cũng là một trong những trường đại học được thành lập sớm nhất ở nước ta, chỉ chưa đầy một năm sau khi cách mạng tháng 8 thành công. Trải qua 75 năm xây dựng và phát triển, Học viện An ninh Nhân dân từng bước trưởng thành, trở thành địa chỉ tin cậy, là nơi đào tạo, bồi dưỡng, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ chính trị của ngành công an và sự nghiệp cách mạng của đất nước. 9 năm kháng chiến chống Pháp, mặc dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, tài liệu dạy học, việc tổ chức các khóa huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công an vẫn được nhà trường tổ chức liên tục, qua đó kịp thời tăng cường lực lượng cho chiến trường, tham gia đấu tranh làm thất bại hoạt động tình báo, gián điệp, bao vây phá hoại kinh tế. 21 năm kháng chiến chống Mỹ, Trường Công an Trung ương đã bồi dưỡng cho gần 12.000 cán bộ công an, chi viện cho chiến trường miền Nam. Trong giai đoạn cách mạng mới, nhà trường luôn đổi mới các hoạt động, hình thức giảng dạy để đáp ứng tình hình thực tiễn, xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.